Chào các con, cô rất vui lại gặp các con trong tiết học vần ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay có những vần mới nào cô cùng các con cùng tìm hiểu nhé. Bài 102, Win, Ích. Vần đầu tiên cô muốn giới thiệu với các con. Win. Vần Win có âm U đứng trước, âm I đứng giữa, âm Nhờ đứng sau. Các con nghe cô đánh vần. U, I, Nhờ, Win. Các con chú ý, như những bài trước, cô đã lưu ý các con rồi, những vần có âm U đứng trước như thế này khi đọc chúng ta đọc tròn môi nhé. Cô có vần huynh, muốn có tiếng huynh, các con sẽ thêm âm gì nào? À rất tốt, chúng ta thêm âm hờ phía trước. Hờ, huynh, huynh. Tiếng huynh có âm hờ đứng trước, vần huynh đứng sau, các con quan sát bức tranh. Đây là hình ảnh một người cha đang kèm con học bài, cũng giống như hình ảnh của ba mẹ chúng ta vậy. Vậy ba mẹ của mình được gọi là phụ huynh. Cô có từ phụ huynh. Chúng ta đọc lại. Huynh, huynh, phụ huynh. Vần mới thứ hai mà cô muốn giới thiệu với các con đó chính là vần uých. Vần uých có âm u đứng trước, âm i đứng giữa, âm chờ đứng sau. Con nghe cô đánh vần u i chờ uých. Vần uých và vần uinh mà chúng ta vừa học có điểm gì giống và khác nhau? À các con rất giỏi. Vần uinh và vần uých đều có âm u i đứng trước. Khác nhau là vần uinh có âm nhờ đứng sau, còn vần uých có âm chờ đứng sau. Cô có tiếng huỵch. Hò, huých, huých, nặng, huých. Bạn nào giỏi phân tích cho cô tiếng huých? À, các con phân tích đúng rồi đó. Tiếng huých có âm hờ đứng trước, vần huých đứng sau, thanh nặng đặt dưới âm mi. Cô có bức tranh. Con để ý trong bức tranh này, bạn nam đi không quan sát kỹ, nên bị té ngã. Vậy ta có từ ngã, huých. Con cùng đọc lại. Uých, huých, ngã, huých. Các con ạ, trong giờ ra chơi, nhiều khi chúng ta chạy rất là nhanh, không làm chủ được tốc độ của mình. Các bạn sẽ dễ dàng bị vấp và bị té, dẫn đến người chúng ta bị trầy xước, xây xát đúng không nào? Vậy nên bây giờ cô muốn mong muốn rằng là trong các giờ ra chơi, các con làm gì hay là chạy nhảy vui chơi, chúng ta nên hạn chế chạy nhanh và khi làm gì chúng ta cũng cần phải quan sát kỹ nhé. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại hai phần. Huynh, huynh, phụ, huynh, uých, huých, ngã, huých. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các từ ứng dụng của bài ngày hôm nay. Cô có từ luyến, quýnh. Con đọc lại cho cô. Luyến, quýnh. Con có biết luyến quýnh có nghĩa là gì không? Luyến quýnh là lúng túng, vụng về do mất bình tĩnh, khiến tay chân không làm chủ được. Trong từ luyến quýnh, tiếng nào mang vần ngày hôm nay chúng ta học? À, chính xác. Tiếng luính và tiếng quýnh đều mang vần uinh ngày hôm nay chúng ta học đúng không nào? Từ thứ hai, khuỳnh tay. Con đọc lại cho cô. Khuỳnh tay. Khuỳnh tay là như thế nào? Các con cùng quan sát hình ảnh. Khuỳnh tay, các con nhìn thấy một bạn nam đang lấy hai tay khuỳnh ra và chống lại như thế này. Ta gọi đó là khuỳnh tay. Vậy trong từ khuỳnh tay ngày hôm nay chúng ta thấy là tiếng nào mang vần ngày hôm nay chúng ta đã được học? À đó chính là tiếng khuỳnh. Rất tốt. Cô có bức tranh sau, cô còn cùng quan sát. Con thấy trong bức tranh của cô vẽ gì? À, ở đây là những vận động viên đang chạy rất nhanh và rất mạnh đúng không nào? Vậy khi mà chạy nhanh, chạy mạnh, chân dậm xuống sẽ tạo ra âm thanh. Âm thanh đó
sẽ được gọi là huỳnh huỳnh hoặc huỳnh huỳnh. Huỳnh huỳnh và huỳnh huỳnh đều mang nghĩa giống nhau, đều là chỉ những âm thanh tạo ra từ những tiếng chạy mạnh hoặc là dậm mạnh. Con quan sát đọc lại cho cô nhé. Huỳnh 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 huỳnh. Trong hai từ cô vừa giới thiệu với các con thì tiếng nào mang vần ngày hôm nay chúng ta học? À, tiếng huỳnh và tiếng huỳnh. Tiếng huỳnh và tiếng huỳnh đều chứa những vần ngày hôm nay chúng ta được học đúng không nào? Vậy con cùng đọc lại bài giúp cô. Luính, quính, khuỳnh, tay, huỳnh, 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 huỳnh. Để ghi nhớ tốt hơn hai vần mà chúng ta vừa được học, chúng ta cùng đọc lại bài. Huỳnh, huỳnh, phụ, huỳnh, uỵch, huỳnh, ngã, huỳnh, luính, quính, khuỳnh, tay, huỳnh, 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 huỳnh. Vậy là chúng ta vừa học xong hai vần và các từ ứng dụng. Cô có bức tranh sau, con quan sát tranh và cho cô biết các bạn trong tranh đang làm gì. Và các bạn nhỏ trong tranh đang cùng nhau trồng, tưới nước cho cây. Vậy ở đây cô có một đoạn văn ứng dụng. Con nghe cô đọc. Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. Trong đoạn mà chúng ta vừa được đọc thì chúng ta thấy có mấy câu? À, có hai câu. Câu thứ nhất, từ thứ năm đến trồng cây. Con nhìn thấy dấu chấm đây. Câu thứ hai, từ cây giống cho tới hết. Về đây khi gặp dấu chấm câu như thế này thì các bạn chú ý chúng ta nghỉ hơi. Và trong câu thứ nhất, con quan sát thấy có dấu phẩy. Vậy khi đọc thì chúng ta sẽ ngắt hơi sau dấu phẩy. Con chú ý nghe cô đọc lại. Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. Và bây giờ các con sẽ đọc theo tay cô chỉ nhé. Trong hai câu mà chúng ta vừa đọc, các con quan sát thấy tiếng nào mang vần ngày hôm nay chúng ta học? À, đó chính là tiếng huynh. Con ạ, khi chúng ta học ở trường thì ngoài việc học ra, chúng ta sẽ có những cái hoạt động khác. Vậy trong trường chúng ta có vườn trường để cho các lớp cùng trồng rau xanh. Vậy các con hãy cùng các bạn của mình trong các giờ ra chơi và trong các tiết sinh hoạt ngoài giờ thì chúng ta có thể xuống vườn cây của trường mình, của lớp mình để trồng và chăm sóc cho những cây rau ngày càng một xanh tốt hơn nhé. Chúng ta cùng đọc lại bài ngày hôm nay nha. Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. Chúng ta vừa được tìm hiểu bài có hai vần mới và được luyện đọc các từ ứng dụng và các câu ứng dụng rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Trong phần này, luyện viết ngày hôm nay cô sẽ không hướng dẫn các con và cô sẽ hẹn các con vào buổi luyện viết ngày thứ sáu. Cô sẽ hướng dẫn các con luyện viết các phần này nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau.